Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay em Tuấn Hải Dương mới đi tuyển chim về anh em ạ. Lai lại móm rồi anh em ơi. Hôm đi săn được con hàng nào anh em ạ? Test mấy con mà kém quá anh em ạ. Rồi đi mua chim của dân rất là khoai anh em nhé. Càng ngày càng khoai anh em ạ. Thì hôm nay em về test cho anh em hai con hàng gọi là đúng chất ngon bổ rẻ cho anh em nhé. Giá cực kỳ rẻ cho anh em. Thật sự hai con này chim rất là hay chứ không phải là không hay mà nó rẻ đâu anh em ạ. Với em Tuấn tiêu chí kể cả rẻ cũng phải là con hay anh em nhé. Một con thì nó bị muỗi đốt ở một con rưỡi, nó đang khỏi được tầm khoảng 80% rồi anh em nhé. Thì con đấy là một con chim cực kỳ nhạy ché anh em ạ. Em nghe ché rất là nhiều rồi anh em nhé. Em cũng nhìn thấy ché chứ không phải là độc mình nghe không thôi. Và một con thì bị muỗi đốt, nó bị mất một ngón anh em, mất một nửa cái ngón anh em ạ. Thì hai con này đều là hai con chim hay, bóng bộ cực kỳ đẹp anh em ạ. Hôm nay em sẽ test cho anh em, đảm bảo anh em thích luôn anh em ạ. Cực kỳ ngon bổ rẻ luôn cho anh em nhé. Hàng chất lượng anh em ạ. Anh em nào vừa tiền thì quất hai con này không phải nghĩ anh em nhé. Đây anh em ơi, đầu tiên em Tuấn Hải Dương sẽ lên cho anh em con số 1 anh em nhé. Đây con số 1 này anh em nhìn nhá. Nó mỗi đốt ở ngón giữa nhá, anh em nhìn vẫn hơi trắng trắng nha. Nó gần khỏi rồi anh em ạ. Nó khỏi được tầm khoảng 80 85% rồi. Đấy, anh em nghe ché chưa anh em? Con này cực kỳ nhạy ché luôn anh em ạ. Đây cái con ở dưới anh em, dây dưới anh em nhé. Rồi con chân dây hồng, con chân dây hồng bị lỗi chân rồi anh em ạ. Con ở dưới này, con này chơi như một cái máy luôn anh em ạ. Con này hay dã man luôn, đảm bảo cho anh em cực kỳ hay luôn anh em ạ. Đây anh em chuẩn bị xem lại cái đoạn nó ché anh em nhé. Đây anh em này. Đây. Nó đang chơi cánh ấy. Chuẩn bị nhảy xuống dưới anh em mà nghe kỹ ché này. Đấy, ché anh em nhé. Con này đảm bảo anh em là nó ché còn ok hơn rất là nhiều anh em ạ, còn cực kỳ nhạy ché anh em ạ. Các bạn là em nghe và nhìn thấy rất là nhiều lần nó ché rồi anh em ạ. Con này cực kỳ hay anh em ạ. Nói chung là chim nó không may bị muỗi nốt thì tiếc quá anh em ạ. Nói chung là nó đang khỏi rồi nên anh em không phải lo đâu. Đảm bảo anh em cái này là anh em nuôi nó sẽ khỏi anh em ạ. Vì những con nào mà nó bị tấy hồng cơ, tí anh sẽ em xem con tấy hồng như con số 2 ấy, thì mà nó bị mất móng thì nó mất luôn. Còn con này thì chắc chắn là không bị rồi anh em ạ. Chung con này thì em Tuấn Hải Dương sẽ ra new anh em với giá là 1,3 triệu nhé. Nói chung nếu mà không bị muỗi đốt như này thì em khẳng định giá tầm 2,5 triệu em không bán đâu anh em ạ. Con này đảm bảo anh em là con chim cực kỳ hay anh em nhìn chưa, lông mỏng đoàn dài bóng bộ đẹp, cánh lúc nào cũng sẽ cầu ạ, sẽ gà tre này anh em này. Con này anh em chơi cực kỳ bền và cực kỳ hay luôn anh em ạ. Đít nở to phẳng luôn, bóng bộ con này thì không thể chê được đâu anh em nhé. Giao lưu anh em con này với giá là 1,3 triệu anh em ạ. Đấy anh em nhìn chưa, màu đá lân gốc màu cực kỳ dày luôn, trùng hàm mỹ mãn luôn anh em ạ. Còn cái chân ấy này nó khỏi là tầm khoảng 80-85 rồi nhá anh em nhé. Anh em mình yên tâm đi, nói chung là giá đấy thì vẫn là giá em bán cho anh em là chân bị muỗi đốt thôi, chứ còn nếu mà nó không bị thì khẳng định anh em 2,5 triệu em chẳng bán đâu anh em ạ. Con chim này nó hay lắm. Con số 2 thì ở đằng phía sau anh em nhé. Phía số 2 thì nó bị muỗi đốt thì nó sưng tấy nên là nó bị mất nửa cái ngón này anh em ạ. Thì con số 2 nó rẻ hơn số 2, em giao lưu anh em với giá 700 thôi. Thì anh em cứ xem hết video nhé. Đây con số 2 đây anh em ơi. Đây, ở bên phía trong này, lông cũng lông mỏng đoàn dài, đại khái là bóng bộ cực kỳ đẹp. Anh em này thì đảm bảo cho anh em bóng bộ cực kỳ đẹp anh em nhìn chưa?
con này bị muỗi đốt này, cũng bị muỗi đốt đây anh em này. Đấy, con này thì kiểu nó bị muỗi đốt nhưng con này mất móng trước khi khỏi rồi. Nói chung là con này là đã khỏi rồi nhưng nó bị mất móng rồi anh em ạ. Nên là khi muỗi đốt mà nó kiểu lặng quá rồi, con chim nó sẽ bị mất móng luôn anh em ạ. Còn con số 1 thì nó là nó khỏi, giờ nó gần khỏi rồi anh em ạ. Còn con số 2 này thì nó là bị mất cái móng luôn rồi, móng giữa luôn anh em nhé. Nói chung con số 2 thì mất móng giữa thì em bán rẻ hơn cho anh em, cũng đảm bảo con này cực kỳ hay. Lông mỏng đoàn dài anh em ạ, đít nở to phải luôn, hiếm đậm anh em nhé. Con này video nó dài lắm anh em, cắt ngắn đi anh em ạ. Sau nó đùa mấy con này, đuổi mấy con này kinh lắm anh em nhé. Nói chung anh em vừa tiền anh em bắt con này chơi quá là ok rồi anh em ạ. Giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Ủa, con chim hay chứ không phải là không hay đâu anh em nhé. Anh em kết thì Calo trực tiếp là Tuấn Hải Dương ạ.